ngày 16 tháng 10 năm 2010, đại diện nhân dân thôn Phụ Chính, Hòa Chính, Trường Mỹ, Hà Nội ký hợp đồng bán 2,506 mét khối gỗ của cây xưa từng được trả giá 100 tỷ đồng cho ông Dương Văn Thái, sản xuất đổ mỹ nghệ ở Đồng Kỵ, Bắc Ninh, với giá 20,55 tỷ đồng. Sau khi ký hợp đồng, ông Thái đặt cọc 1 tỷ đồng, số tiền còn lại được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. Tiếp đó, ngày 21 tháng 10 năm 2010, ông Chen Fengwei, quốc tịch Trung Quốc, bạn ông Thái, làm thủ tục chuyển 19,55 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân của ông được mở tại BIDV chi nhánh Từ Sơn, Bắc Ninh, để trả cho thôn Phụ Chính. Đến ngày 25 tháng 10 năm 2010, khi ông Thái thuê xe chở số gỗ xưa trên về Bắc Ninh bị công an huyện Chương Mỹ kiểm tra, tạm giữ. Đến nay, số tiền 20,55 tỷ đồng ông Thái trả cho người dân vẫn đang bị phong tỏa. Sáng 10/10, trao đổi với phóng viên, vợ ông Dương Văn Thái cho biết, sau 8 năm, 2,506 mét khối gỗ xưa mà gia đình mua năm 2010 bị cơ quan chức năng tạm giữ đã được bán đấu giá xong cho người khác từ năm 2015, thu về 31 tỷ đồng. Thế nhưng, số tiền 20,55 tỷ đồng của ông bà vẫn chưa được hoàn trả lại. Theo vợ ông Dương Văn Thái, 2,506 mét khối gỗ xưa tương đương 1,2 tấn gỗ tươi mà gia đình mua là hoàn toàn hợp pháp, có đầy đủ các loại hợp đồng, giấy tờ mua bán, nhưng khi vừa ra khỏi địa phận xã Hòa Chính thì bị công an huyện Chương Mỹ bắt giữ. Suốt 8 năm qua, gia đình bà nhiều lần làm đơn gửi các cơ quan chức năng, về địa phương trao đổi với chính quyền, người dân nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Vợ chồng tôi không mua gỗ xưa chui, việc mua bán có biên bản hợp pháp nhưng sau khi tạm giữ, gỗ đã được chính quyền bán đấu giá xong hết, còn suốt 8 năm qua, tiền chúng tôi vay mượn để mua gỗ vẫn bị phong tỏa, chưa lấy lại được. Gia đình mong các cơ quan chức năng sớm giải quyết để lấy lại số tiền hợp pháp đó, vợ ông Thái chia sẻ. Theo vợ ông Thái, để mua được 2,506 mét khối gỗ xưa, gia đình đã phải vay mượn và huy động từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có cả nguồn từ bạn bè là một người Trung Quốc có tên Chen Fengwei. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội sau đó xác định, việc vay này là hợp pháp và số tiền của ông Chen Fengwei minh bạch, không có vấn đề gì. Gia đình chúng tôi khi mua gỗ xưa chỉ xác định về chế tác đồ mỹ nghệ sau đó xuất bán chứ không có chuyện buôn lậu hay nhằm mục đích gì khác, vợ ông Thái nêu thêm. Cùng trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Chính, Trường Mỹ, Hà Nội, xác nhận hiện còn một số khúc mắc nên số tiền 20,55 tỷ đồng mà gia đình ông Dương Văn Thái chuyển trả mua số gỗ xưa từ năm 2010 vẫn đang bị phong tỏa. Ông Chính cho hay, năm 2015, số gỗ xưa mà ông Thái mua được Ủy ban Nhân dân huyện cho tiến hành đấu giá đã thu về 31 tỷ đồng và chuyển vào ngân sách địa phương quản lý. Tuy nhiên, một số cụ cao niên trong làng không nhất trí, yêu cầu phải đưa cho làng quản lý. Đến nay, số tiền 31 tỷ thu từ bán đấu giá số gỗ xưa đã được chi cho xây dựng ở thôn với giai đoạn 1 là 25 tỷ còn lại 5 tỷ đồng, người dân yêu cầu phải từ ngân sách về cho cộng đồng dân cư sử dụng, quản lý. Nếu thực hiện được việc này thì người dân mới tiến hành làm các thủ tục mở phong tỏa, chuyển trả số tiền 20,55 tỷ cho gia đình ông Thái. Tuy nhiên, việc này, địa phương không quyết được mà đang phải chờ thành phố có hướng dẫn, xử lý, ông Chính thông tin. Đại diện các cụ người cao tuổi của thôn Phụ Chính cho biết thêm, vợ ông Thái đã nhiều lần về địa phương làm việc và người dân cũng muốn giải quyết, trả lại số tiền 20,55 tỷ họ đã bỏ mua gỗ xưa nhưng đến nay, các cơ quan chức năng chưa có hướng xử lý thấu đáo nên bị tắc lại.